Xin kính chào quý vị vẫn đang tiếp tục xem chương trình Việt View Sức khỏe tâm lý, gia đình và cộng đồng của Đài Lý Đô Sài Gòn TV trên hai băng tần 56.7 và 18.9. Thì hôm nay chúng tôi, nãy giờ quý vị nếu mà xem hai phần đầu thì chúng ta đang nói về chương trình Wellness Center West và South của Hội MSJ. Thì đây là một cái trung tâm mở ra để mà kêu gọi những quý vị đến, những quý vị nào mà chúng ta có tâm bệnh đến để tham dự những cái lớp học, những cái chương trình bổ ích cho sức khỏe. Cái chữ wellness thì dịch tiếng Việt Nam thì nó cũng hơi phức tạp. Cái chữ wellness center đó mình có ai dịch ra như thế nào chưa? Hào coi từ điển thì dịch sơ gọi là trung tâm sức khỏe, Ok. thành ra mình dịch ra thì nó nghe nó không không hay lắm, nó không có hay lắm, nhưng mà tạm dịch là nôm na là trung tâm sức khỏe. Ok. Còn Tuyền sao, có biết dịch cái dịch khác không? Có dịch nào khác nữa không? Em thì đồng ý với anh Thảo sức khỏe rồi. Thì tự nhiên cái từ wellness thì hôm bữa cũng ngồi cha cha thử xem coi cái chữ nào nó nghe nó ấn tượng hơn không. Thì nhiều khi cũng nghĩ ra một con chữ là nếu mình nói tạm dịch là trung tâm sức khỏe an lành cũng hơi miễn cưỡng, còn hơn là trung tâm sức khỏe, kêu là trung tâm sức khỏe an lành miền Tây, miền Đông chứ, miền Đông và miền Nam. Thì nói chung là cái ý nghĩa của cái chữ wellness là chúng ta nói về cái sức khỏe vừa tinh thần vừa vừa thể xác luôn, tức là mình nói là làm sao có sức khỏe cho nó tốt, không nói về thể lý không mà nói về tinh thần. Và thường thường cái tinh thần là cái mà chúng mình hay gọi là ít nhắc đến nhất. Thì hồi nãy Peter có đề cập cái chuyện là tại sao vấn đề là những trung tâm rất là bổ ích như vậy, có lợi như vậy, nhưng mà tại sao nhiều khi chúng ta thấy là cũng không có đủ người hay là ít người đến tham dự. Thì sẵn mời Tuyền và anh Hào chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm mà khi làm việc chung với lại các thành viên hoặc là gia đình đó, những cái khó khăn mà nó cụ thể hơn cho người Việt Nam đi. Tôi biết là mình làm việc với những dân tộc khác nữa, nhưng mà mình nói cụ thể cho người Việt Nam mình đi, là tại những cái khó khăn cụ thể gì mà làm cho nhiều người không đến tham dự. Dạ, anh Peter nói như vậy là cũng chính xác đó. Tại vì ở Wellness Center West với South là nó kể như là rất là diverse, có nghĩa là dân tộc nào cũng có. Và từ 18 tuổi cho tới seniors thì hầu như là người Việt Nam mình á, thì ban đầu á, là ít tới, hoặc là ít nghe tới. Nhưng mà người Mỹ hay là người Mỹ hay là những người khác á, thì họ more open để mà đi tới để mà tìm hiểu và sử dụng những cái dịch vụ. Anh Hào sao? Có nghĩ là có những cái khó khăn gì Có mà mọi những khó người gặp? khăn thì thật sự có thể họ họ nhận thấy, có thể đôi khi họ không motivate, tức là họ không cảm hứng, họ không phấn khởi, họ không cảm thấy nhận ra cái giá trị của nó, họ thấy không cần thiết, hoặc là họ không có phương tiện di chuyển, hay là thiếu người động viên, hay là họ không có cái mục tiêu, tức là họ thấy họ không có đặt vào cái mục tiêu để hồi phục sức khỏe, thành ra họ thấy không cần thiết, không có Ok, giá cũng trị. cũng đúng. Nhiều người chưa biết được cái lợi ích của cái này là cái gì. Cái này là cái gì? Nhiều khi ngay mình nói là đi cái này là một cái lợi ích, nhưng mà ngay cả mình kêu là đi khám bệnh cũng vậy đó. Nhiều khi đi đi nhận những dịch vụ về sức khỏe và tinh thần, nhiều khi nhiều người cũng không đi nữa, đúng không? Nhiều người cũng ngại đi, ngay cả gặp một người nhân viên trị liệu, gặp bác sĩ cho thuốc, nhiều khi cũng không muốn đi. Không đi. Tức là đó là mình nói là vấn đề là mình biết là mình có bệnh rồi đó, mà nhiều khi cũng gặp khó khăn để đi đến kiếm những dịch vụ đó. Còn đến trung tâm đây, tuy là nghe thì rất là nhiều những cái niềm vui, những cái lợi ích, nhưng mà nhiều người cũng gặp những cái khó khăn như là anh Hào mới chia sẻ. Tuyền có gì thêm nữa không? Các gia đình thì sao? Các gia đình thường thường cách trả lời, phản ứng của họ như thế nào khi mà họ liên lạc với trung tâm? Theo em á, thì theo quan sát á, thì gia đình Việt Nam mình á, thì thông thường đi á, là đi bố mẹ với con, hoặc là chị với em, anh em gì đó, chứ còn phần đông thì ít khi mà đi riêng lắm. Còn người Mỹ thì người ta đi riêng nhiều hơn, hay là bạn bè giới thiệu tới, hay là một cái cơ quan, hay là một người bác sĩ giới thiệu tới. Mà hầu như là đa số những người Việt Nam mà đi chung với gia đình á, thì cái phần trăm mà họ quay trở lại thì ít hơn là những người mà tự đi tới.
Thì cái đó em cũng hơi tò mò, em cũng đang theo dõi, không biết đây là tại vì có phải là do bị nhắc nhở hay là ở nhà bắt phải đi tới, hay là do người thành viên đó, người bệnh nhân đó muốn tham dự vô những cái sinh hoạt như gì. Tại vì nếu như mà họ muốn sinh hoạt thì cái motivation đó sẽ mạnh hơn là cái sự encouragement mà do một người khác kêu mình đi làm. Dạ. Dạ. Peter nghĩ là chắc là cũng nhiều yếu tố. Một yếu tố là nhiều khi có nhiều người thành viên người ta muốn tham dự tiếp tục, rồi bản thân người ta cũng hơi sợ. Rồi nhiều khi người ta cũng hơi sợ, nhưng mà khi mà mình sợ đó mà có cái sự động viên ngược lại á thì nó thúc đẩy mình hơn. Còn khi mà mình sợ thì nhiều khi có những cha mẹ rất là thương mình, cũng nói với mình, ồ thầy vậy con cũng sợ đúng không, thôi ở nhà đi cho nó ok, an toàn hơn. Cho nên rốt cuộc là giống như là mình củng cố cái chuyện sợ đó, cái rốt cuộc là ở nhà luôn. Hoặc là trường hợp ngược lại là nhiều khi các cha mẹ thường thường rất là sợ, sợ con mình ra ngoài không biết có sao không, không biết có biết đường về không, không biết là có get along với là những người sinh hoạt chung với những người khác được không, sợ có chuyện xảy ra. Rồi những cái sợ đó làm cho người ta sợ quá thôi. Cái tốt nhất là ở nhà cho nó ở nhà cho nó bình an. Dạ. Có đúng không hay là có những lý do khác? Thì đó cũng là một cái lý do lớn, lý do chính. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình nói về những cái vấn đề khó khăn thì tôi tin chắc là cũng có những cái câu chuyện mà tôi biết là thành công, tức là những người đến tham dự được và được những cái gặt hái rất là tốt từ trung tâm. Thì xin Tùy hoặc anh Hà chia sẻ những câu chuyện mà mình biết là có thật mà người thành viên thấy là thành công và có lợi ích cho họ. Thì theo Hào thấy thì cũng có một cái người đó xin thành viên sinh hoạt, xin tạm giấu tên và giấu phái tính. Thì người đó cũng có nằm nhà thương rồi ra rồi ghi danh trong cái trung tâm đó, rồi trở thành thành viên. Thì cũng sinh hoạt với những nhóm như là nghệ thuật vẽ hay là hỗ trợ tinh thần. Rồi người đó cũng đi bác sĩ, cũng gặp cố vấn tâm lý, người đó cũng có gia đình hỗ trợ, tức là nhiều yếu tố hợp lại. Nhưng mà Wellness Center cũng là một nơi người đó sinh hoạt hàng ngày để cho người đó đỡ có thấy lãng phí thời giờ, hay là có người nói chuyện, có người cảm thông, có người chú ý đến mình, có nơi để mình relax, có học hỏi, phục hồi lại tinh thần từ từ mà mình không phải gấp gáp, phải bị bỏ rơi một mình. Thành ra người đó cảm thấy phấn khởi, và bây giờ thì người đó đi học part-time và đi làm part-time, thì bắt đầu trở thành hội nhập lại trong cuộc sống bình thường của người. Dạ. Và theo như anh Hào kể, và khi được cũng thêm chút xíu kinh nghiệm làm việc với lại quý vị có tâm bệnh đó, là nếu mà một quý vị mà mình có vô nhà thương nhập viện là thường thường là bệnh cũng nặng là cũng cao lắm, cũng có nhiều vấn đề khó khăn lắm. Nhưng mà nếu mà có thể phục hồi được như vậy thì rất là tốt, rất là thành công. Dạ. Và một câu chuyện rất là có ý nghĩa. Thường thường là khi chúng ta nói về tâm bệnh thì tôi thích dùng những câu chuyện của những người mà đã trải qua rồi. Tại vì đó là những cái sự thật, đúng không? Nó nói lên cho những người mà mình đang nghe, mình thấy được, nó cho mình cái hy vọng là người đó làm được thì chắc là nếu như mình cố gắng thì mình cũng làm được mà thôi. Chứ không có gì phải sợ quá. Dạ. Thì đó là câu chuyện, đó là một câu chuyện mà Peter biết, chứ còn tôi biết là còn nhiều câu chuyện khác nữa mà nhiều người gọi là nếu mà chịu ra ngoài để mà nhận dịch vụ, kiếm sự giúp đỡ đến những trung tâm như thế này, thường thường là có nhiều cái lợi ích lắm. Hồi xưa Peter làm cũng hay gọi là kêu gọi mạnh mẽ lắm, những người client của Peter đến mấy trung tâm như thế này nhiều lắm. Sometimes Peter phải là người dắt họ đến luôn, thì họ sợ đi một mình, Peter dắt họ đến để cho họ bớt cái lo sợ. Rồi đi một hai lần, nhiều khi lần thứ ba họ mới chịu đồng ý ghi danh. Cho nên là chỉ cần có cái sự hỗ trợ, thật sự mà làm, chỉ cần có cái sự kiên nhẫn và hỗ trợ là mình sẽ động viên được họ đến để tham dự và chịu đi lâu dài. Thì xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ quay lại sau phút quảng cáo.